Xin chào các bạn. Hôm nay nhà vườn Đạt Nhung có đánh một lô mộc hương đường kính gốc từ khoảng trung bình tầm 2 cm, cây cao 1,5 m đến 1,8 m, cây rất là đều và đẹp. Và đặc biệt là cái giống mộc hương này là mình giới thiệu đến các bạn là mộc hương to, hoa rất là sai và thơm, hàng siêu hoa. Bây giờ hoa của nhà mình là nó ra từ khoảng tháng 11 âm lịch đến bây giờ cứ ra liên tục mà thơm thơm nức nở. Một cái vị thơm mà ai được ngửi một lần rồi thì sẽ không bao giờ quên, và chắc chắn sẽ vẫn muốn lưu lại cái mùi hương này, và muốn là sở hữu ở vườn mình cũng có một mùi hương thơm, thơm ngát, thơm như nước hoa nhưng mà lại rất là dịu dàng, và phải nói là rất giản dị nhưng lại rất là thơm, nhưng lại rất sang. Nói chung là nó có một cái mùi hương, màu sắc mà mọi người sẽ không dùng từ nào có thể đánh giá được, trừ khi mọi người được ngửi rồi thì tự cảm nhận trong mình thôi. Rất là thơm nhá, rất đẹp. Nhà vườn Đạt Nhung, địa chỉ khu 31 ha, phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cây của nhà vườn mình thì có đủ các chiều cao thoát thân từ khoảng 20 phân cho đến 70-80 phân, cũng có cây nó thoát thân lên đến cả mét luôn. Thì mọi người lấy như thế nào thì cứ bảo. Ở bên nhà vườn mình đổ xỉ toàn quốc và có bán lẻ nhé. Giá lẻ sẽ chênh so với giá xỉ một chút thôi. Các bạn lấy vui lòng liên hệ trực tiếp đến Zalo của các số điện thoại, hoặc là gọi điện trực tiếp cho nhà vườn, bởi vì cũng bận nên là bên mình không có nhắn tin Facebook trả lời nhanh được. Thì mọi người lưu ý sẽ nhắn tin Zalo, bên trung tâm mình sẽ check Zalo nhanh hơn nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và gặp lại ở những video khác. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.